Hello các bạn, một lần nữa Thuỳ Dương xin chào tất cả các bạn của đại gia đình Nuskin. Chúng ta cũng đã 2 tuần rồi chúng ta không có gặp nhau, thì ngày hôm nay Thuỳ Dương muốn cái thứ nhất, cái nhiệm vụ đó là phải measure xem là mình tới đâu rồi. Thì hy vọng là trong những ngày qua thì Thuỳ Dương cũng đã check cái life pack prenatal cũng như là cái nước gấc đó, thì hy vọng là sẽ có một số những cái sự thay đổi tốt trong cái con số của mình. Đối với cái nước gấc đó thì Thuỳ Dương thấy là uống rất là dễ, rất là ngon, và nó không có bị nó không có phải là khó uống, cho nên là cũng không có một cái gì gọi là trở ngại. Nhưng mà Thuỳ Dương chưa có dịp để mà thử cái nước gấc đó trong cái sinh tố rau của Thuỳ Dương, mà Thuỳ Dương hứa là Thuỳ Dương sẽ làm đó, thì chắc là next time. Còn đối với cái vitamins thì cũng cũng tại vì đối với một người mẹ mới bắt đầu làm mẹ thì tất nhiên là vitamins là một trong những cái điều mà mình phải chú ý, thì Thuỳ Dương cũng đã uống rất là nhiều. Oh no, it's worse. Ngày hôm nay thì là 44 ngàn, thì lần trước Thuỳ Dương nhớ là hình như là được 47 ngàn, thì hy vọng là lần sau chúng ta tiếp tục uống, tại vì cũng chỉ có 2 tuần thôi, thì sẽ hy vọng là cái results nó sẽ better. Cũng tại vì tuần trước đó ông xã đi xa đó, ở nhà không cần phải nấu cơm đó, cho nên là đồ ăn thật sự ra là cả tuần trước là ăn cũng hơi ăn kiểu ăn lười đó thưa quý vị. Anyways, Thuỳ Dương có được xài những cái sản phẩm mà lần trước các bạn trong New Skin có mang đến cho Thuỳ Dương, thì cái đầu tiên đó là cái skincare. Okay, the age lock. I have to say, ba cái sản phẩm này rất là dễ xài, mà một trong những cái điều mà Thuỳ Dương để ý đó là đối với cái kem ban ngày đó thì Thuỳ Dương thích đó là trong đó nó có SPF 22, nó làm cho mình không có cần phải thoa kem dưỡng da rồi sau đó là phải thoa SPF, cho nên là Thuỳ Dương thích cái đó. Mà khi mà thoa vào thì nó rất là mịn, nó rất là soft, thì rất là dễ dàng, easy. Đối với cái night cream cũng vậy. Và đặc biệt là đối với cái night cream đó thì Thuỳ Dương để ý là cái sáng hôm sau đó khi mà mình rửa mặt thì cái da của mình nó rất là mịn, cho nên là Thuỳ Dương rất là thích cái skincare. Thuỳ Dương đối với cái cleanse and tone thì cảm thấy là cũng rất là dễ xài. Mà đặc biệt đó là khi mà Thuỳ Dương phải thâu hình cho đài truyền hình SPTN cũng như là cho lifestyle thì phải xài rất là nhiều makeup, thì thấy là cái cleanser này nó cũng rửa hết đi những cái makeup của mình, cho nên là thấy là cũng rất là dễ. Một trong những cái điều á, một trong những cái products mà Thuỳ Dương rất là thích đó, mà thích đến nỗi mà phải text cho các bạn ở trong New Skin mà Thuỳ Dương đang làm việc với, đó là Thuỳ Dương mê cái sản phẩm này, đó là cái liquid body bath thơm giống như là mùi grapefruit. Khi xưa thì không phải là lười tắm, nhưng mà bây giờ thì tắm nhiều hơn, nghĩa là phải nói là chỉ có tìm cái cớ để mà tắm, để mà xài cái sản phẩm này. Nhưng mà thật sự ra cái đó cũng không phải là một điều tốt, là bởi vì kali của chúng ta bây giờ đang thiếu nước. Tuy nhiên đó là I love this product. Các bạn nào mà chưa có thử xài thì phải thử xài. Thuỳ Dương sẽ sắp sửa đi xa, đi sang Campuchia để làm việc công tác cho hội từ thiện Sen Hoa. Và mỗi lần mà đi xa như thế vậy thì cái chương trình nó cũng khá bận rộn và cũng khá khó khăn, làm cho cái cơ thể mình có rất là nhiều stress. Thì Thuỳ Dương sẽ mang với Thuỳ Dương cái G3 travel size cũng như là những cái skincare. Và trong 2 tuần nữa thì sẽ quay lại với các bạn và chia sẻ thêm về cái updates. Thuỳ Dương xin cảm ơn mọi người.